Rồi mình sẽ học tiếp ha. Rồi mình sẽ học tiếp. Thì đây là cái phương pháp thời hạn thu hồi vốn đơn giản ha. Thì các bạn cần biết những phương pháp này để mà biết sơ qua, nếu mà sau này mà khi đi làm mà đừng có người nói tới thì nhớ tới là đã từng học rồi, biết cách mà tìm kiếm thôi. Còn khi mà sau này vô công ty, nếu mà các bạn làm những cái khâu nào mà nó liên quan cái này á, thì các bạn mới gặp lại thôi ha. Còn nếu mà các bạn làm những cái khâu mà làm trình viên thì đương nhiên là sẽ ít gặp cái này. Còn những cái khâu mà liên quan đến quản lý dự án thì nó sẽ gặp nhiều hơn. Thì đương nhiên rồi, đây là cái nội dung của cái chương trình học, cho nên mình phải học nhưng mà làm theo cho nó đúng cái chương trình học. Thì các bạn cứ học đi, thì nó sẽ ứng dụng ở một số trường hợp nào đó sau này khi mà chúng ta gặp thôi. Rồi đối với cái phương pháp thu hồi vốn đơn giản này, để giải thích thêm về cái này nãy đó là sự cái trên là chi phí gộp lại từng năm thì được tính bằng cách tổng trên là chi phí từ năm thứ nhất tới năm đó, từ năm thứ nhất tới năm thứ k đó. Rồi trong cái bảng mà chúng ta vừa xem thì có một số giả thiết như là gì, chẳng hạn như là mình hình dung trong thời gian cần thiết để mà xây dựng một cái hệ thống mới là một cái 5 năm đi, thì trong thời gian đó cái hệ thống cũ á, nó vẫn phải hoạt động. Thì chẳng hạn như là một cái bệnh viện yêu cầu xây dựng một cái phần mềm xây dựng mới, một cái phần mềm để mà quản lý bệnh viện đi, thì đương nhiên là một cái hệ thống cũ của cái quản lý của bệnh viện đó thì nó vẫn phải có, nó đang chạy nhưng mà nó cũ. Rồi thì trong thời gian xây dựng cái mới thì cái cũ vẫn phải hoạt động, đúng không? Trong thời gian xây một cái nhà mới thì cái nhà cũ cũng phải hoạt động chứ, không phải ở đâu đó. Trong thời gian đó thì cái hệ thống cũ vẫn phải hoạt động, và do đó trong chi phí xây dựng hệ thống mới trong 1,5 năm đầu tiên thì vẫn phải cộng cái chi phí vận hành hệ thống cũ vào, và cái chi phí đó ở năm thứ hai là chỉ được tính bằng phân nửa thôi, được tính nửa năm thôi, là hồi nãy mình thấy A chia 2 đó. Rồi thì tiếp theo là cái giả thiết số 2 là bắt đầu từ giữa năm thứ hai trở đi thì cái hệ thống mới nó được đưa vào khai thác, ở cái hệ thống cũ không có còn làm việc nữa, là bây giờ là làm xong rồi đó, hệ thống mới làm xong rồi đó. Rồi hệ thống cũ stop lại, giống như là mình xây dựng cái trang web gì đó, hiện tại là cái trang web cũ nó vẫn còn đang chạy nhưng mà nó hơi xấu, đúng không? Rồi nó hơi xấu, rồi sau đó là mình làm cái trang web mới, sau đó cùng một tên miền một mình thay đổi cái source code. Trong một thời gian đó mình thay đổi source code, mình lấy cái source code của web cũ xuống, mình up cái source code của web mới lên. Thì khi đó hệ thống cũ không làm việc nữa và bắt đầu phải chạy hệ thống mới và phải thực hiện cái chi phí vận hành cho cái hệ thống mới. Đó là cái sự chuyển giao từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. Thì khi đó thời hạn thu hồi vốn ở đây là gọi là thu hồi vốn giản đơn, thì nó được tính theo cái công thức. Được tính theo cái công thức gì? Đây, thời hạn thu hồi vốn giản đơn thì là bằng năm cuối cùng trên là chi phí cộng gộp, rồi cộng cho trên là chi phí cộng gộp tại năm cuối cùng, rồi chia cho tổng trị tuyệt đối của cái trên là gộp tại năm âm cuối cùng tại cộng với là tại năm dương đầu tiên. Có nghĩa là chi phí của mình đôi khi là có năm dương có năm âm, đúng không? Có năm dương có năm âm đương nhiên rồi. Thì ở đây nó sẽ chia ra là từ năm âm cuối cùng và năm dương đầu tiên, sau đó là sao cộng lại rồi sau đó lấy chi tuyệt đối. Cái tuyệt đối tại sao? Tại vì đôi khi năm âm cái số mà chi phí của cái năm mà âm nó nhiều quá, thì lấy tuyệt đối cho nó dương ra để mà tính thời hạn thu hồi vốn. Cái thời hạn thu hồi vốn thì ở đây là tính theo đơn vị thời gian mà ngày tháng năm quý, đúng không? Đương nhiên là nó sẽ không trả về một số âm, cho nên là lấy tuyệt đối. Đây là nếu mà mình gọi là cái phương pháp ở đây là cái chỉ số 5, e nhỏ hơn 0 lớn hơn 0 vậy đó, thì mình tính cái thời hạn thu hồi vốn giảng đơn thì bằng y thời cộng cho cái công thức này mình phải đọc thêm ở trong sách thôi. Rồi, tiếp theo phương pháp thứ ba là phương pháp thời hạn thu hồi vốn có chiết khấu. Thì về cơ bản cái phương pháp mà tính thời hạn thu hồi vốn có chiết khấu nó giống như cái phương pháp tính thời hạn thu hồi vốn đơn giản thôi, nhưng mà điều khác là ở đây tại mỗi năm thì mình tính có chiết khấu theo mức lãi suất của thị trường vốn. Ở đây các bạn nào có nghiên cứu liên quan đến cái lĩnh vực mà business đó, kinh doanh rồi đó, ngân hàng nữa thì biết chiết khấu là cái gì ha. Chiết khấu chẳng hạn như là mình có thể hình dung giống như là mình mua một cái sản phẩm rồi sau đó là mình được chia một cái chiết khấu nào đó ha. Thì chiết khấu đó giống như là 1%, có thể hình dung như là một cái hoa hồng nào đó chẳng hạn ha. Nhưng mà sẽ tính trên cái gì, tính trên giá trị của cái sản phẩm đó. Thì ở đây nó sẽ tính theo gì, theo mức lãi suất của thị trường vốn ha, theo mức lãi suất của thị trường vốn. Rồi cách tính mới này thì nó phức tạp hơn, xong thì nó sẽ chính xác hơn, thì vì có chú ý đến cái giá trị của tiền tệ theo thời gian đó, tính theo mức lãi suất của thị trường ha. Thì nó liên quan đến giá trị tiền tệ, chẳng hạn như với tình hình hiện tại thì cái giá trị của tiền tệ của mình đó thì nó vẫn như vậy đúng không, nhưng với một số mặt hàng thì nó sẽ giảm giá, chẳng hạn như giá xăng, giá vàng, giá thịt heo gì đó, nó sẽ giảm xuống, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì, ảnh hưởng đến cái giá trị mà theo thời gian nè đó. Thì cái việc này nó liên quan đến cái việc mà tính toán về cái chi phí, cái kinh phí mà liên quan đến thị trường ha, chi phí thu hồi vốn liên quan đến thị trường. Rồi, đó là cái phương pháp thu hồi vốn có chiết khấu. Rồi, tiếp theo là so sánh các chỉ tiêu chất lượng ha. Mình có những cái phương pháp thu hồi vốn ha. Rồi, mình có phương pháp gì? Điểm hòa vốn. Thì đây, tiếp theo là mình so sánh các chỉ tiêu chất lượng của các phương pháp đó. Rồi, thì để mà so sánh theo các chỉ tiêu chất lượng á, thì sau khi dùng đánh giá tài chính để mà so sánh chi phí của các phương pháp, của các phương án này rồi, thì mình sẽ thực hiện cái dự án, rồi sau đó là chọn được 2-3 cái phương án gì đó tốt nhất. Rồi, tiếp theo thì có thể thực hiện một vài chỉ tiêu chất lượng để mà tiếp tục so sánh để chọn ra cái phương án tốt nhất ha. Là hiện tại là mình đã chọn ra được 2-3 phương án rồi ha, là giống như là vô top 3 rồi đó. Nhưng mà tiếp theo mình vẫn phải chọn ra một phương án, tại vì cái dự án của mình thì mình chỉ làm theo một cách thôi, làm theo một phương án thôi, cho nên là trong top 3 này mình phải chọn ra cái phương án, cái cách tốt nhất. Thì để làm được cái việc đó thì mình sẽ sử dụng một cái vài cái chỉ tiêu chất lượng nữa. Thì chỉ tiêu chất lượng đó là cái gì? Thì ở đây chỉ tiêu chất lượng của mình có thể là cái gì? Thứ nhất là tăng tốc độ chính xác của thông tin ha. Rồi đối với cái việc mà tăng tốc độ chính xác của thông tin rồi, đối với việc mà tăng cái độ chính xác của cái thông tin đó, giảm sai sót, thì đương nhiên đây là cái việc cần làm rồi. Cái thông tin thì phải cho cái độ chính xác để mà giảm sai sót. Tiếp theo là giảm thời gian sửa sai, có nghĩa là thời gian chỉnh sửa. Rồi, đó là chỉ tiêu chất lượng, có nghĩa là một cái sản phẩm phải có cái chỉ tiêu chất lượng ở đây đó ha. Thời gian sửa sai là phải giảm đi, phải ngắn ha, có nghĩa là mình phải sửa sao cho nó nhanh nhất, rồi sau đó là cung cấp thông tin tốt hơn, nhanh hơn ha. Có nghĩa là khi mình release, mình chạy một cái dự án rồi, mình chạy một cái trang web rồi, thì khi có vấn đề gì đó mình phải sửa một cách nhanh nhất có thể ha. Rồi sau đó là tăng mức độ an toàn của hệ thống, thì đương nhiên cái hệ thống, cái dự án của mình thì đảm bảo tính an toàn. Rồi tăng khả năng cập nhật thông tin ha, rồi tăng hiệu quả sử dụng của người dùng Hiệu quả sử dụng của người dùng thì đương nhiên đây là một cái điều rất là quan trọng đó. Nó nằm ở đó, nó nằm trong cái quyết định về cái chất lượng đó. Chẳng hạn như một cái sản phẩm của mình đó, mình làm trình viên, mình tạo ra sản phẩm, mình nói sản phẩm này hay nè, rất là hay nè, xài rất là êm này, nhưng mà người sử dụng ta nói xài không được, ta mới hiểu. Mình làm cho ai xài, mình phải làm những cái bước đó. Mình làm cho người ta xài chứ phải mình làm cho mình xài. Cho nên là phải quan tâm đến cái người dùng, cái hiệu quả sử dụng của người dùng. Rồi, tăng khả năng cập nhật thông tin. Rồi, đó là hết về cái 4 phần ngày hôm nay. Rồi tiếp theo có một cái câu hỏi như là một cái bài tập thì các bạn suy nghĩ về cái khả năng ứng dụng phương pháp phân tích tài chính vào những dự án tin học ha. Ở đây là tại nơi làm việc hay là tại cái lớp của mình. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc cái chương 14 và cái phần số 2 ở đây. Rồi, đó là chúng ta kết thúc cái phần đầu tiên của buổi học ngày hôm nay. Là cái chương số 14 và cái phần số 2 là đánh giá về tài chính và hiệu quả của dự án đó. Mình phải có một số tiêu chí, một số chỉ tiêu để mà lựa chọn ra cái dự án, cái phương pháp mà thực hiện dự án. Ok, mình sẽ đi đến cái phần tiếp theo. Cái phần tiếp theo là cái chương cuối của mình, đó là hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý dự án là phần mềm Microsoft Project. Thì hôm nay với cái khuôn khổ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hướng dẫn về cái cơ sở lý thuyết thôi. Về buổi sau thì mình phải thực hành. Thì đối với Microsoft Project này thì các bạn có thể ở nhà, các bạn có thể tìm hiểu, các bạn cài vào ha. Thì đây là một trong những sản phẩm của cái bộ Microsoft Office thôi. Mà Microsoft Office gồm có cái gì? Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, đúng không? Thì nó cũng là một thằng trong số đó đó. Thì các bạn về các bạn tải thêm. Thì mình sẽ đi đến nội dung bài học. Rồi đầu tiên là quản lý dự án bằng cái thằng này. Sau đó để làm được những việc đó thì mà làm sao mình phải tạo lập và tổ chức một lịch biểu, rồi lập lịch cho các nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây mình sẽ dịch ra cái tiếng Việt là nhiệm vụ, nhưng mà tiếng Anh mình ghi là task. Sau này các bạn vô Microsoft Project thì các bạn thấy task thì tạo ra những cái task, mình làm việc với những cái task nó nhiều. Thì hôm bữa giờ mình học lý thuyết đó, mình nói lý thuyết huyên phiên như vậy đó, thì bây giờ mình phải có một cái gì đó để mà thực hành, để mà chứng tỏ được, thể hiện được những cái lý thuyết đó. Chẳng hạn như là mình tạo ra quản lý dự án, thời gian bắt đầu sớm nhất, thời gian kết thúc sớm nhất gì đó, thời gian bắt đầu trễ nhất, thời gian kết thúc trễ nhất gì đó. Vậy bây giờ mình tổ chức ở trong phần mềm này mình phải làm sao? Mình tạo ra những cái lịch cho những cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ A thì làm bao nhiêu thời gian đó, rồi sau đó nhiệm vụ A xong thì làm tới nhiệm vụ B, nhiệm vụ B xong rồi tới làm nhiệm vụ C và D gì đó. Rồi thì thêm thông tin nhân lực và phương tiện vào dự án. Rồi tiếp theo là gán chi phí cho nhiệm vụ. Bên cạnh cái thời gian mình có cái thằng chi phí nữa. Bên cạnh thời gian thì mình phải có chi phí. Rồi sau đó là đánh giá vào cái điều chỉnh lịch biểu và in ấn báo cáo. Ở đầu tiên thì hôm nay mình sẽ giới thiệu vào hai phần. Đầu tiên là quản lý về dự án bằng Microsoft Project. Rồi Microsoft Project thì đây là một cái sản phẩm thuộc cái bộ Microsoft Office, nhưng mà nó chưa có được tích hợp vào thì mình cần phải tải thêm. Thì ở đây nó sẽ giúp cho mình lập những cái kế hoạch quản lý và trao đổi thông tin về dự án một cách hiệu quả bằng cách sử dụng sức mạnh của cách lập lịch theo cái phương án đường găng. Đường găng là đường gì mình biết rồi đó. Một cách dễ dàng trong cái môi trường đồ họa. Có nghĩa là mình thấy cái đường găng là mình vẽ trên tập bữa giờ đó, hoặc là mình vẽ trên bảng đó, thì bây giờ mình vẽ trên cái phần mềm này như thế nào. Rồi sau đó là mình có thể là sự linh hoạt hoặc là sự. Rồi mình sẽ có được sự linh hoạt và sự mềm dẻo để mà kiểm soát được những cái sự cần thiết để tạo lập và tổ chức những cái dự án này. Có nghĩa là mình có được cái công cụ để mà mình quản lý được cái dự án. Quản lý dự án là dự án này tốn bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu kinh phí ha, rồi bắt đầu từ ngày nào, kết thúc từ ngày nào. Rồi có thể dùng đặc tính, đặt cái thông số riêng của từng cái dự án để mà đáp ứng cái yêu cầu đặc trưng của mình, và theo dõi chính xác những cái thông tin mong muốn ha. Thì đó là những cái gì mà cái Microsoft Project này nó mang lại được. Rồi với khả năng là làm báo cáo được đổi mới của cái Microsoft Project này là ngày càng nó được update version, nó cập nhật thêm. Hiện tại hồi xưa là 13, bây giờ không biết là 18 hoặc là cao hơn rồi, 18, 19 rồi. Các version được cập nhật hơn thì người dùng có thể trao đổi thông tin một cách dễ dàng bằng cách tạo, sửa đổi và in ấn những cái báo cáo chất lượng đó. Thì đương nhiên những cái chức năng của một cái bộ office văn phòng hỗ trợ như là in ấn, sửa chữa gì đó thì đương nhiên là sẽ hỗ trợ được. Cái thằng Microsoft Project này nó sẽ hỗ trợ, nó thực hiện được. Rồi có thể truyền dữ liệu dễ dàng giữa Microsoft Project và những cái chương trình ứng dụng khác ha, thì nó là chung một gia đình anh em của cái bộ Microsoft Office, cho nên là nó sẽ có cái vai trò tác động qua lại lẫn nhau được ha, truyền dữ liệu lẫn nhau được ha, chuyển file lẫn nhau được với Excel hoặc là Word hoặc là PowerPoint. Rồi thì sau này cái chữ Microsoft Project á, thì viết tắt của cái chữ là MB ha, viết tắt có chữ MB mà sau này viết với chữ MB thì biết đó là Microsoft Project để mà mình viết tắt cho nó dễ hiểu, cho nó dễ, cho nó ngắn gọn hơn ha. Rồi đầu tiên là khởi động Microsoft Project thì mình sẽ bấm chọn vào nút Start, rồi sau đó là chọn đến cái Microsoft Project hay là bấm nhấp đúp chuột vào cái Microsoft Project, cái icon của nó. Thì cái việc khởi động này nó y chang như khởi động Word, nhưng nó y chang không khác hết trơn á. Rồi sau đó biểu tượng ban đầu của Microsoft Project hiện ra trên màn hình khoảng vài giây. Sau đó là màn hình thứ nhất của Microsoft Project nó hiện ra. Rồi bây giờ thì mình có thể bắt đầu làm việc với Microsoft Project được. Nó dễ dàng, đơn giản như là mình gõ Word vậy thôi. Rồi tiếp theo là mình tạo lập và tổ chức một cái lịch biểu. Rồi đối với mình tạo lập mà tổ chức một lịch biểu thì mình có những phần sau. Đầu tiên là tạo một lịch biểu mới. Thứ hai là nhập các nhiệm vụ, là nhập những cái task ở đây các bạn thấy nè, mình sẽ làm việc với những thằng là nhiệm vụ nè, cái câu nào cũng có nhiệm vụ chứ, câu nào cũng có nhiệm vụ chứ, thì nhiệm vụ là những thằng task mình sẽ thực hiện những thằng task. Thì những cái thằng task đó, những thằng nhiệm vụ đó là công việc đó, nhiệm vụ A, nhiệm vụ B, nhiệm vụ C gì đó ha. Như mình đã vẽ trong những cái sơ đồ về AOA hoặc là AON đó ha. Rồi đầu tiên là nhập vào, sau đó là chuyển đổi một nhiệm vụ thành một cột mốc, và sau đó là số 4 là đưa vào một nhiệm vụ lặp lại, có nghĩa là nhiệm vụ lặp lại hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng, hàng quý gì đó. Rồi thay đổi độ dài của một nhiệm vụ, có nghĩa là đầu tiên nhập vào cái công việc đó 5 ngày nhưng mà tôi muốn đổi thành 7 ngày, tôi có thể thay đổi độ dài. Rồi sau đó là xóa bỏ nhiệm vụ, có nghĩa là nhập sai rồi sau đó là xóa bỏ, nhập lại, hoặc là hạ cái mức và tăng mức của nhiệm vụ, có nghĩa là cái nhiệm vụ của mình nó chia ra làm nhiều mức chẳng hạn như là cái công việc của mình thì mình chia ra giống như là công việc cha và công việc con, thì một thằng cha thì sẽ có nhiều thằng con, đúng không? Rồi thì mình có thể là hạ mức là từ thằng cha xuống thằng con, hoặc là tăng mức từ thằng con thằng cha. Tiếp theo đó là sắp xếp các nhiệm vụ trong một cái lịch biểu. Rồi gấp lại mở ra một cái lịch biểu đã được định hình. Gấp lại mở ra có nghĩa là một thằng cha nó bên trong nó sẽ chứa nhiều cái thằng con bên trong, mình gấp lại hoặc là mình mở ra. Gấp lại thì mình chỉ thấy thằng cha thôi, mình mở ra thì thấy cha và con luôn đó. Rồi sau đó là thay đổi ngày giờ làm việc. Rồi đầu tiên là mình phải tạo lập và tổ chức một lịch biểu. Thì một lịch biểu ở đây của dự án thì bao gồm danh sách các nhiệm vụ hay là các hoạt động cần làm một khoảng thời gian thực hiện các nhiệm vụ đó. Rồi đối với phần mềm Microsoft Project thì nó sử dụng cái nhiệm vụ cái thằng quan trọng nhất là cái thằng nhiệm vụ này, là cái thằng task này mình sẽ làm tất cả những thứ gì liên quan tới thằng task này. Rồi cái thời gian là cái thời gian tiếp diễn, có nghĩa là cái thời gian nó sẽ xảy ra từ đầu đến cuối. Chẳng hạn như là mình sẽ bắt đầu thực hiện cái dự án vào ngày 1 tháng 4, thì từ đó cái dự án nó sẽ diễn ra liên tục từ ngày 1 tháng 4 cho đến khi kết thúc dự án. Và các thông tin khác như là ngày, tháng và những cái hạn định để mà mình lập lên một cái lịch biểu thì cho một cái mô hình thực tế về dự án mà mình đang quản lý. Thì quan trọng là cái lịch biểu để quản lý được cái dự án này nữa. Rồi, trong cái phần lớn là tạo lập và tổ chức một lịch biểu, thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái lịch biểu mới. Đầu tiên trong cái việc mà tạo một lịch biểu mới là sử dụng một cái tệp mới và gắn ngày bắt đầu và ngày kết thúc của dự án. Đó, có nghĩa là khi mà cho một bài tập đó, thì sẽ có cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc của dự án luôn, thì mình sẽ gắn vào. Rồi sau đó lập lịch một dự án từ ngày đầu tiên, là để cho Microsoft Project xác định ngày cuối dựa trên các thông số được đưa vào. Có nghĩa là có hai cách nè. Cách đầu tiên là mình có thể nhập vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Còn cách thứ hai thì mình chỉ cần nhập vào ngày đầu tiên thôi, và sau đó mình nhập vào công việc A nhiêu ngày, công việc B 5 ngày, công việc C 10 ngày. Cái tự động làm hết tất cả công việc, nó sẽ xuất hiện cái ngày kết thúc cho mình. Cái này thì các bạn sẽ làm rõ hơn khi mà mình thực hành là nhập vào từng công việc và với cái duration, cái thời lượng của cái công việc đó. Thì từ ngày bắt đầu thì nó sẽ làm từ nó sẽ xuất hiện ngày kết thúc, mình khỏi cần nhập ngày kết thúc luôn. Rồi nếu không có ngày đầu tiên, ngày hiện tại thì được tự động coi là ngày đầu tiên của dự án nha. Đó, sau này các bạn làm phần mềm thì tự động vô làm phần mềm, các bạn quên chọn ngày đầu tiên của cái dự án, thì cái ngày đầu tiên sẽ mặc định là cái ngày mà mình đang làm cái ngày hiện tại mà mình đang tương tác với cái dự án. Rồi các bước các bước để mà đưa ngày đầu tiên và ngày cuối cùng vào dự án nè. Trong cái file mình chọn new, trong menu file đó, rồi sau đó là gõ vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của dự án, rồi sau đó là chọn OK là xong ha. Tiếp theo đó là nhập các nhiệm vụ. Đầu tiên là tạo ra ngày đầu tiên, ngày cuối cùng, rồi sau đó là nhập vào những cái công việc, rồi những cái nhiệm vụ, một giải cái nhiệm vụ có liên quan, chẳng hạn như có liên quan là làm công việc A xong rồi sau đó làm công việc B, công việc C, công việc D đó. Rồi các khối này nó sẽ tạo thành cái lịch biểu cho mình ha. Rồi người quản lý dự án thì phải thực hiện phân rã cấu trúc công việc. Đây là cái việc mà mình đã giới thiệu nhiều rồi, là phân rã cấu trúc công việc, là chia ra công việc lớn rồi sau đó là chia ra thành những công việc nhỏ hơn thì đó là công việc của người quản lý dự án. Rồi để xác định cái nhiệm vụ của dự án thì cần được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của dự án. Rồi một nhiệm vụ thì có các thông tin liên quan đến độ dài, thời gian thực hiện, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tài nguyên, chi phí. Khi thêm một cái nhiệm vụ vào lịch biểu. Rồi đối với Microsoft Project thì gắn một cái độ dài ngầm định, có nghĩa là 1 ngày, 1D là 1 ngày. Có nghĩa là khi mình tạo ra một cái nhiệm vụ thì Microsoft Project ép buộc mình phải nhập vào cái thời lượng của cái nhiệm vụ đó. Thì cái thời lượng của nhiệm vụ đó là bao nhiêu, là bao nhiêu thì mình tự nhập vào. Nhưng khi mà mình quên nhập thì nó sẽ mặc định là 1 ngày. Những cái con số này thì cần chú ý. Thì cho những công trắc nghiệm thì thường liên quan đến những con số nhiều lắm. Rồi tiếp theo đó là chuyển một nhiệm vụ thành một cột mốc. Thì ở đây mình cần xác định cột mốc là cái gì. Nhiệm vụ thì mình biết đó là cái công việc rồi, công việc A, công việc B, công việc C. Rồi đối với cột mốc là gì? Cột mốc là một nhiệm vụ với cái độ dài không được sử dụng để xác định các sự kiện đặc biệt trong lịch biểu. Thì có nghĩa là cột mốc là cũng là một cái nhiệm vụ thôi, nhưng cái độ dài của nó, có nghĩa là 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày gì đó, nó không được sử dụng để xác định các sự kiện đặc biệt trong lịch biểu. Có nghĩa là giống như là một cái milestone, là một cái cột mốc của cuộc đời vậy đó ha. Giống như là xác định ở một vị trí thời gian đó thôi, nhưng không được tính vào cái lịch của mình ha, không được tính vào cái thời lượng của cái dự án. Rồi khi đưa cái độ dài không cho một nhiệm vụ ha, khi đưa một độ dài không cho một nhiệm vụ thì cái Microsoft Project á, nó ký hiệu cái cột mốc lên cái sơ đồ găng rồi bắt đầu cái ngày đó ha, ký hiệu cái cột mốc. Rồi bước 1 thì từ cái này là các bạn xem cái này để mà các bạn có thể vô thực hành để mà làm được những việc này. Đầu tiên là view và chọn sơ đồ găng, ha. Rồi sau đó là trong trường hợp cái duration của cái nhiệm vụ muốn gõ vào thì mình gõ là 0 ngày ha. Đó, hồi nãy mặc định đó là 1 ngày đúng không, rồi bây giờ mình gõ vào 0 ngày. 0 ngày có nghĩa là một cái cột mốc rồi ha, tại vì nó không có tính ngày, cái cột mốc milestone này nó không có tính ngày. Rồi mình sẽ bấm vào phím nhập vô, nhập tên cột mốc vô rồi cò chọn enter là xong. Rồi tiếp theo là đưa vào một cái nhiệm vụ lặp lại, có nghĩa là một cái công việc của mình không phải thực hiện xong rồi thôi. Đôi khi mình sẽ có một số công việc sẽ làm hoài, chẳng hạn như cái việc mà ăn cơm thì ngày nào cũng làm sẽ lặp lại. Thì một cái nhiệm vụ đó thì được lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc là hàng năm của cái dự án. Chẳng hạn như là việc kiểm tra lỗi của các phần mềm đi, thì mình sẽ thực hiện như thế nào, hàng buổi chiều hoặc là hàng tuần chẳng hạn ha. Rồi hàng tuần. Rồi sau đó là có thể đặt cái thời gian lặp lại hay là số lần lặp lại của cái dự án. Rồi đó là đưa vào một nhiệm vụ lặp lại. Rồi thực hiện từ view là chọn sơ đồ găng, rồi sau đó chọn dòng trên đó mà bạn muốn chèn vào một nhiệm vụ lặp lại. Rồi nhiệm vụ lặp lại tên tiếng Anh của nó là recurring task, cho nên là từ cái menu insert là mình chọn insert recurring task, rồi sau đó là chọn tên, rồi gõ vào tên của những cái nhiệm vụ lặp lại đó. Và trong cái duration đó thì gõ vào độ dài của nó là 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày gì đó. Rồi thì cái độ dài này đương nhiên nó sẽ là mặc định khi mà mỗi lần cái công việc lặp lại này nó xuất hiện. Rồi tại cái this occur này nè, mình sẽ chọn một cái khoảng thời gian mà nhiệm vụ sẽ xuất hiện. Rồi tại cái chỗ mà daily, weekly này, daily là hàng ngày, weekly là hàng tuần gì đó, monthly là hàng tháng, rồi yearly là hàng năm gì đó, thì mình sẽ xác định được cái tần số nhiệm vụ ha. Mình cần biết tiếng Anh chỗ này để mà mình biết ha, xác định được cái tần số lặp lại của công việc. Rồi tại cái plan thì mình sẽ gõ vào ngày bắt đầu, tại cái hộp from thì mình gõ vào ngày kết thúc tại cái hộp to. Rồi số lần nhiệm vụ sẽ lặp lại ở cái for occurrence, có nghĩa là mình có thể là ghi là bắt đầu lặp từ ngày nào, rồi sau đó là kết thúc lặp từ ngày nào, rồi sau đó là số lần lặp, có thể số lần lặp là bao nhiêu. Nếu mà mình ghi from to thì mình không cần ghi for occurrence nè. 1 là ghi from to, còn 2 là ghi from và for occurrence, có nghĩa là mình xác định cái ngày kết thúc hoặc xác định số lần lặp lại thôi. Giống như là mình tạo ra một cái công việc lặp lại trên Google Calendar gì đó ha. Các bạn nào là tạo ra một công việc trên Google Calendar rồi các bạn biết ha, để tạo ra một cái số lần lặp lại ha, sử dụng gõ vào ngày kết thúc hoặc là số lần xuất hiện thôi. Đó chọn ok là xong. Tiếp theo đó là thay đổi độ dài của một nhiệm vụ, thì độ dài là cái thời lượng của một nhiệm vụ ha. Rồi ok, tiếp theo là thay đổi độ dài của một nhiệm vụ. Thì ở đây độ dài của nhiệm vụ là cái thời gian mà thực hiện cái công việc đó đó ha, chẳng hạn như là 5 ngày, 10 ngày gì đó, mình có thể thay đổi thời gian thực hiện của nhiệm vụ đó cho đúng với thực tế. Khi mà cái nhiệm vụ á, đầu tiên là mình xác định 5 ngày nhưng mà thực tế hiện tại là hết thời gian rồi, cho nên là xác định là 2 ngày thôi. Rồi từ thực đơn view thì chọn sơ đồ găng, và sau đó là trong cái hộp duration của nhiệm vụ á, thì mình thay đổi độ dài, rồi mình gõ độ dài mình mong muốn, rồi sau đó là nhấp chỉ bấm vào cái phím nhập hay là gõ enter là xong. Rồi xóa bỏ một nhiệm vụ thì nó rất là dễ thôi ha. Rồi có thể xóa một hay là một số nhiệm vụ không cần thiết một cách dễ dàng. Rồi nếu xóa thì thực hiện một cái nhiệm vụ tổng hợp, rồi các nhiệm vụ con của nhiệm vụ này cũng bị xóa theo, có nghĩa là xóa thằng cha thì những thằng con ở trong nó mất luôn ha. Rồi để thực hiện việc đó thì có thể là lấy lại một cái nhiệm vụ từ cái việc xóa này bằng cách ấn phím Undo trên thanh công cụ, có nghĩa là xóa xong rồi muốn quay lại thì bấm Undo, bấm Ctrl Z đó. Rồi từ thực đơn view rồi chọn sơ đồ găng, rồi sau đó bước thứ hai là chọn nhiệm vụ muốn xóa, còn bước thứ ba là trong thực đơn edit thì chọn edit task. Rồi tiếp theo đó là tăng mức và hạ mức của các nhiệm vụ. Có tăng mức và hạ mức có nghĩa là sao? Ở đây mình có thể tổ chức các nhiệm vụ trong cái lịch biểu của mình thành các nhiệm vụ tổng hợp và nhiệm vụ con, có nghĩa là nhiệm vụ cha và nhiệm vụ con đó, thì bằng những cái việc mà hạ mức và tăng mức của nhiệm vụ. Thì ở đây khi mà một cái nhiệm vụ mà khi tăng mức thì nó trở thành cha, mà khi hạ mức thì nó trở thành con, đơn giản vậy thôi. Ngầm định các nhiệm vụ tổng kết thì nó sẽ được in đậm trong cái sơ đồ găng, có nghĩa là những thằng cha sẽ được in đậm. Rồi có hai loại, là một là hạ mức một nhiệm vụ, còn hai là lên mức một nhiệm vụ. Đối với hạ mức một nhiệm vụ thì mình thực hiện là từ cái menu view nè, chọn sơ đồ găng rồi chọn nhiệm vụ muốn hạ mức, rồi sau đó là trong cái menu tool rồi chọn outlining, rồi sau đó là chọn indent. Đây là cái việc mà mình vào cái menu thôi, còn cái việc mà mình làm bằng tay thì dễ lắm, thì cái việc là lôi nó nắm đầu đó và lôi vô trong là xong. Rồi tiếp theo đó là lên mức thì là mình nắm đầu nó lôi lên trên, lôi ra ngoài. Rồi thì để mà làm theo đúng thủ tục thì mình vào menu view, sau đó chọn sơ đồ găng, rồi sau đó chọn nhiệm vụ là chọn cái tab mà muốn đưa lên một mức, rồi sau đó là trong cái tool thì chọn outlining, rồi sau đó chọn indent đó. Phải làm theo từng bước giống vậy đó. Còn cái việc thao tác bình thường ngoài thì dễ hơn. Rồi tiếp theo đó là sắp xếp lại các nhiệm vụ trong cái lịch biểu, thì có thể là sắp xếp và di chuyển cái nhiệm vụ để mà chỉnh lại lịch biểu của mình. Rồi khi sắp xếp lại lịch biểu thì đã được định hình, và các mối quan hệ giữa cái nhiệm vụ tổng kết và nhiệm vụ con thì được bảo toàn. Rồi từ thực đơn view thì mình chọn sơ đồ găng, rồi sau đó là từ thực đơn tool mình chọn sort để mà sắp xếp, thì sau đó chọn tên trường để mà sắp xếp lại. Rồi tiếp theo là gấp lại và mở ra một lịch biểu đã được định hình. Rồi thì là mình sẽ gấp lại là gấp thành cha lại đó, có nghĩa là bằng việc gấp lại và mở ra thì mình có thể giấu hoặc là hiện những cái nhiệm vụ con của một nhiệm vụ cha, gọi là nhiệm vụ tổng kết. Rồi ví dụ là mình có thể là chỉ hiện các nhiệm vụ bức trên cùng, và sau đó là in ra để mà làm báo cáo tổng kết cho cái dự án của mình nha. Rồi có thể gấp hoặc là mở chỉ một phần riêng của cái sơ đồ và hiện rõ và giấu các nhiệm vụ, hay là một nhóm nhiệm vụ mà mình muốn. Rồi có thể gấp hay là mở một nhiệm vụ tổng hợp một cách dễ dàng bằng cách bấm đúp chuột vào cái nhiệm vụ đó. Gấp lại từ view là menu view chọn sơ đồ găng, sau đó chọn phần lịch biểu mà mình muốn gấp lại, rồi từ thực đơn tool mình chọn outlining, rồi sau đó chọn 2 sub tab, có nghĩa là ẩn công việc con. Rồi mở ra thì mình làm y chang vậy, nhưng mà mình chọn show tab là xong. Rồi thay đổi ngày giờ làm việc thì mình có thể thay đổi ngày giờ làm việc để mà cái lịch thời gian dự án đó, nó phản ánh đúng thực tế chính xác hơn. Đôi khi thực tế nó sẽ thay đổi không đúng với lý thuyết. Rồi từ thực đơn tool thì chọn change working time, rồi chọn ngày trên lịch, rồi tại make days thì mình chọn ngày tùy chọn. Rồi nếu mà chọn working trong bước thứ 3 thì trong working time này mình gõ vào thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của một cái dự án. Rồi mình chọn OK là xong. Rồi hôm nay mình sẽ đi vào 2 phần này thôi ha, và quản lý dự án bằng Microsoft Project và tạo lập và tổ chức một lịch biểu. Rồi thì mình sẽ đi rõ hơn những cái phần sau ở những cái buổi tiếp theo. Rồi ok, buổi của mình kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã hợp tác.